Anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, Anh Khôi rất vui khi được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện Chồng Đều của tác giả Trương Thành Sơn. Hy vọng quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui và thú vị. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh, cũng như để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé. Chiều qua tôi đi dự tiệc tất niên công ty. Tôi đã nói với chồng là mình sẽ về muộn vì tôi biết sau cuộc tổng kết mới đến tiết mục ăn uống. Các bộ phận chúc mừng nhau, cơ hội giao lưu với giám đốc và các vị trưởng phòng. Thế nên tôi không thể về sớm được. Tôi dặn chồng nấu cơm tối, cho các con tắm giặt, ăn uống rồi học hành. Lúc tôi đi, chồng vẫn vui vẻ đồng ý và nhắc tôi về sớm được chừng nào thì cố gắng về. Tôi đồng ý rằng sẽ cố về trước 10 giờ tối. Thế nhưng sau màn ăn uống, chúc mừng nhau thì còn phát sinh một việc, đó là màn rút thăm may mắn. Năm nay giám đốc nói rằng ai cũng có quà, cứ rút thăm là có. Thế nên tôi cũng ở lại tham gia. Lúc đến lượt tôi rút thăm được trúng một chiếc nồi cơm điện tử đời mới. Phải nói là tôi mừng lắm vì món quà của tôi là to nhất trong nhóm chơi cùng. Và cũng vì mải vui nên tôi không để ý là đã 11 giờ đêm rồi. Điện thoại cũng có vài cuộc gọi nhỡ của chồng lúc 10 giờ nhưng do không khí ồn ào ầm ĩ quá nên tôi không nghe thấy. Tôi gọi lại thì không thấy chồng nhấc máy. Tôi vội nhận quà rồi gọi taxi về luôn. Về tới nhà cũng gần nửa đêm. Thấy nhà khóa trái cửa, bên trong tắt điện tối thui. Trước đó tôi đã nghĩ chí ít chồng cũng sẽ để lại một đèn bên ngoài cho tôi. Tôi nghĩ chồng và con đã ngủ nên không muốn bấm chuông cửa mà gọi điện thoại cho anh. Thế nhưng nhận được thông báo thuê bao hiện không liên lạc được. Đến lúc này thì tôi đành bấm chuông cửa nhưng không nghe thấy tiếng chuông kêu. Tôi hiểu rằng chồng đã tắt bỏ chuông rồi và anh đang giận tôi. Anh cố tình khóa cửa, tắt hết đèn, cố tình tắt máy điện thoại, bỏ mặc tôi bên ngoài đêm hôm rét mướt. Tôi ngồi một lúc ở ngoài, nhắn rất nhiều tin cho chồng nhưng đều chỉ thấy đã gửi chứ không thấy thông báo đã nhận. Tôi đành phải ôm theo chiếc nồi cơm điện, gọi taxi vào một nhà nghỉ gần đó. Cả đêm tôi không làm sao ngủ được, suy nghĩ rất nhiều. Vừa cảm thấy có lỗi với chồng vì đi về muộn, vừa cảm thấy lạnh lòng vì chồng nhẫn tâm bỏ mặc vợ bên ngoài lúc nửa đêm. Sao anh không cho tôi vào nhà rồi có gì thì mai nói sau? Tôi cũng nhận ra lỗi của mình rồi mà. Anh không lo lắng cho sự an toàn của tôi chút nào sao? Tôi không thể tin được chồng lại đối xử với mình như vậy. Tôi là vợ anh, thân gái đêm hôm một mình như thế mà anh vẫn có thể nhẫn tâm đóng cửa bỏ mặc bên ngoài giữa trời giá rét. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Tôi, tác giả Lê La. Tôi cứ hoài nuối tiếc quá khứ, như một căn bệnh đã ăn sâu vào cơ thể, chỉ đợi khi đủ điều kiện sẽ bùng phát, ngày càng trở nên dữ dội. Đó là một ngày mưa buồn lê thê. Tôi ra mình trong căn phòng nhỏ, ngồi co gối trên giường và hướng mặt về phía cửa sổ, nơi những hạt mưa đang thi nhau xối xả xuống mặt đất đã thừa ẩm ướt. Những cái cây rung lắc dữ dội, cành cây chao đảo theo gió. Không gian tràn ngập tiếng mưa. Chiếc điện thoại báo có tin nhắn Facebook. Tôi uể oải đưa tay với lấy và đưa ra trước mặt. Trong thoáng chốc, tim tôi nhói lên thấy đau, và tâm trạng bồn chồn đến lạ. Hóa ra, dù đã 5 năm trôi qua, cảm giác khi nhận được tin nhắn từ người ấy vẫn không thay đổi. Ngỡ như tình cảm đã nguội lạnh vậy mà chẳng phải như thế. Có phải vì vậy mà tôi không sao dứt khỏi quá khứ được chăng? Từ dạo nhận được tin nhắn từ người ấy, tôi hay chìm đắm vào quá khứ hơn. Mỗi khi ngồi vẩn vơ nghĩ một mình, tôi lại lý giải nguyên nhân mình nhận được tin nhắn ấy. Người ấy bảo Hà Nội cũng đang mưa, nên nghĩ đến tôi. Lẽ nào lại như thế được? Chúng tôi đâu có kỷ niệm nào liên quan đến trời mưa đâu. Ngay lúc này tôi đang làm việc. Vậy mà đầu óc tôi lại nghĩ về ngày hôm đó. Tôi làm công nhân trong một xưởng sản xuất đồ gỗ. Sau khi ra trường, sau khi cất công xin việc khắp nơi, tôi lại theo chân những người bỏ cuộc mà về làm công nhân tại tỉnh lẻ. Ngày ngày, tôi dậy từ 6 giờ, ăn uống qua loa rồi đi làm bằng xe máy. Nhà tôi cách xưởng chừng 6 km. Công việc của tôi là đánh giấy giáp. Đồng nghiệp chủ yếu là những người già, từ 55 đến 65 tuổi, hoặc hơn. Thời gian đầu tôi chỉ luôn hồi tưởng về lúc học đại học, nhất là đám bạn thân. Tôi nhớ những tiết học, nhớ những hoạt động ngoại khóa, nhớ những buổi liên hoan. Tôi nhớ đến buổi chia tay, nhớ đến những giọt nước mắt. Tối về tôi ôm gối gặm nhấm nỗi nhớ và khóc đỏ mắt. Sáng hôm sau lại đi làm, lại vừa làm vừa nhớ. Cứ thế hết cả năm đầu tiên tôi làm ở xưởng. Không giao lưu bạn bè, không một mối quan hệ với người cùng tuổi. Cứ thế. Cho đến bây giờ đã được gần 3 năm. Đôi khi thời gian chẳng chờ đợi con người. Mày không định lấy chồng hả cháu? Bà Son ngồi bên đột nhiên hỏi tôi trong khi tay vẫn không nghỉ. Tôi quay sang cười hề hề. Chưa có ma nào thèm rước bà ạ. Để bà bảo thằng cháu bà đến hỏi mày nhé. Bà cứ bảo đi ạ. Nhưng chắc cháu bà nghe xong lại chạy mất dép ấy chứ. Không đâu. Cứ yên mà xem. Tôi định nói thêm điều gì đó để tiếp nối câu chuyện nhưng chẳng biết nói gì nên chỉ cười rồi cúi xuống làm tiếp. Những mối quan hệ thân quen nhiều khi cũng khiến tôi mệt mỏi. Như lúc này chẳng hạn, sẽ luôn bị hỏi thăm về việc mình không muốn nghĩ tới. Giá như cứ mãi ở thời sinh viên thì tốt. Thích thì yêu. Không ai lo chuyện lập gia đình. Chuyện yêu đương cũng không bị cấm cản như thời cấp 3. Nói là vậy, tôi cũng không có mối tình sinh viên nào cho ra hồn cả. Người ấy không phải người yêu. Vậy mà những kỷ niệm về người ấy lại ám ảnh tôi mãi. Nếu chúng tôi yêu nhau liệu tôi có về quê mà làm việc này không nhỉ? Chắc là không. Tôi sẽ ở lại Hà Nội mà cố kiếm một công việc rồi chúng tôi sẽ cùng sẻ chia những khó khăn, mệt mỏi. Biết đâu chúng tôi sẽ nghĩ về đám cưới. Tôi bật cười với ý nghĩ ấy. Trong nỗi đau mơ hồ không sao kiềm chế được. Ngày nghỉ, tôi đạp xe xuống đê ngồi hóng gió. Đang là mùa hè, trời chiều mát mẻ với vòm trời cao và xanh ngắt. Từng đám mây trắng bồng bềnh trôi theo gió. Rặng tre phe phẩy phía sau hòa âm thanh với dòng chảy của con sông trước mặt. Tôi nằm luôn xuống nền đất và nhìn trời. Đợt lớp tôi tổ chức dã ngoại, cũng vào mùa hè thế này. Tôi đã ra một góc khuất nằm hóng gió, mặc cho chúng bạn mải mê chơi các trò chơi. Khi quay lại, tôi thành người thừa và chỉ ngồi ngắm chúng nó. Mà thật ra người tôi nhìn chỉ có người ấy. Người ấy thật hoạt bát và hòa đồng. Người ấy tràn đầy sức sống. Người ấy thật khác với tôi. Chúng tôi nói chuyện lần đầu tiên qua Yahoo. Mặc dù chúng tôi học cùng lớp, chúng tôi cũng chỉ nói chuyện với nhau trên mạng. Còn trên lớp thì chưa bao giờ. Hai đứa ngồi xa nhau một dãy bàn. Giả như người ấy có sang chỗ tôi cũng chỉ là để nói chuyện với người khác. Tôi im lặng nghe. Vậy mà cũng có lần chúng tôi đi chơi riêng cơ đấy. Tôi thở dài rồi ngồi dậy. Mặt trời đã trở nên đỏ rực và trôi dần xuống mấy ngọn cây. Dường như bóng tối đã sốt ruột lắm rồi, để được ôm trọn vạn vật. Tôi lóc cóc đạp xe về nhà. Đêm ở đây thật là dài. Bố mẹ đi ngủ sớm nên tôi cũng lên giường khi phim truyền hình trên VTV1 mới bắt đầu. Tôi không ngủ luôn được. Tôi luôn bị khó ngủ. Tôi dở tin nhắn từ lần trước ra. Đọc lại. Cũng cả tháng trời rồi. Mỗi khi nhớ người ấy tôi lại vào Messenger và nhìn màu xanh báo hiệu người ấy đang online. Rồi chẳng nói gì cả. Như lúc này, tôi đọc mấy tin nhắn ngắn ngủi. Trái tim thôi thúc tôi hãy nói chuyện còn lý trí thì giữ tôi lại. Cứ thế cho đến khuya, khi người ấy đã đi ngủ, khi tôi lại dằn vặt với quá khứ. Tôi muốn gặp người ấy quá, muốn nhìn thấy người ấy quá, muốn nói chuyện quá. Khi tôi quyết tâm nói chuyện thì thời gian đã muộn rồi. Tôi lên Hà Nội vài ngày, hẹn gặp mấy đứa bạn thân. Tôi đi chơi và tán nhảm đủ thứ chuyện trên đời. Tôi ở lại phòng trọ của một người bạn. Chúng nó liên hệ những đứa khác tụ tập vào tối trước ngày tôi về. Tôi trở nên hồi hộp và lo lắng khi nghĩ về người ấy. Nhưng tôi chỉ uổng công vô ích. Người ấy không đến được do bận việc đột xuất. Tin nhắn đến vào tối muộn ngày hôm đó. Này tớ bận không đi được. Tiếc quá. Tiếc thật. Sáng mai cậu về rồi à? Chiều tớ mới về. Thế sáng mai cậu làm gì? Tớ ở phòng của Hoài thôi. Tôi đã mong sáng hôm sau người ấy tới, nhưng vẻ như tôi lại tự ảo tưởng rồi. Cả buổi sáng tôi nằm dài trên giường, nhớ lại những lần chúng tôi đi chơi riêng. Một lần người ấy đến đón tôi bằng xe máy, chở tôi đi khắp phố phường Hà Nội, mua kem cho tôi ăn. Một lần chúng tôi đi dạo ở công viên gần khu tôi trọ. Đó là vào mùa đông. Tôi ngồi ở ghế đá đợi. Người ấy đến sau. Người ấy đến và lùa tay vào mái tóc của tôi để sưởi ấm. Tôi nhìn người ấy mỉm cười. Ký ức đôi khi như một liều thuốc đắng. Quay trở lại với cuộc sống thường ngày, đều đặn đến chán ngán. Dẫu vậy tôi vẫn không có ý định thay đổi. Chẳng mấy chốc mà mùa đông lại đến. Nỗi cô đơn lại dài thêm. Giữa tiếng máy móc ở xưởng, tâm trí tôi lại lơ đễnh đi tận đầu đâu. Tôi nhớ về chuyến đi trước, về nỗi thất vọng từ sâu thẳm trong lòng. À, hóa ra người ấy không muốn gặp tôi. Cảm giác này có khó chịu bằng cảm giác khi mối quan hệ của chúng tôi rạn nứt không nhỉ? Hình như không. Hồi ấy, chúng tôi đều quá trẻ con. Chỉ vì những điều nhỏ nhặt mà trở nên xa cách. Rồi mối quan hệ không được đặt tên trở thành nỗi ám ảnh đối với tôi cho đến tận bây giờ. Bầu trời xám xịt đến ảm đạm. Suốt từ lần nhắn tin trước đến nay đã vài tháng rồi. Mọi thứ dường như lại trở về như lúc đầu. Như lúc chúng tôi không nói chuyện với nhau suốt 5 năm. Chào cậu. Chào. Cậu dạo này thế nào? Tớ vẫn vậy. Loanh quanh với công việc ở xưởng thôi. Còn cậu? Tớ cũng vẫn vậy. Công việc có vui không? Cũng không vui lắm. Nhưng không làm thì không được. Đúng là không làm thì không được. Tớ cũng thế. Hôm nào lên đây tụ tập nhé. Hôm nào rảnh tớ lên. Sau 5 năm, mối quan hệ này vẫn mơ hồ như thế. Giống như chúng tôi vẫn giữ chặt mình trong con người của quá khứ con người của chúng tôi khi sợ hãi phải thừa nhận với đối phương về tình cảm của mình, để rồi bỏ lỡ cả tuổi trẻ, bỏ lỡ cả tình yêu. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Xin Hãy Thứ Tha, truyện sưu tầm. Mùa thu nhẹ nhàng khẽ bước những bước chân đầu tiên qua con phố thân thuộc rồi đổ lên bầu trời trong xanh màu vàng rực rỡ. Những hàng cây lá đã bắt đầu nhuộm màu vàng óng. Heo may gõ cửa những mái ấm an yên. Ngồi bên cửa sổ ngắm những cơn mưa phùn lất phất bay nhẹ theo chiều gió. Lòng tôi khẽ lạnh, một cái lạnh rất thơ, rất dịu nhẹ. Tôi khoác chiếc áo len màu vàng ấm áp hòa cùng màu của mùa thu thân thương rồi bắt đầu một ngày mới với biết bao hy vọng. Tôi sánh bước cùng thu vào một ngày phố đông đúc rồi cùng lặng im ngắm nhìn những dòng người qua lại, như lặng im cảm nhận sự đổi thay của cuộc đời qua từng khoảnh khắc. Bỗng bước chân tôi dừng lại trước một tòa nhà cao, những ô cửa kính. Những tầng nhà xếp chồng lên nhau hoành tráng vươn mình giữa bầu trời rộng lớn mênh mông. Đây là văn phòng công ty hôm nay tôi sẽ đến phỏng vấn xin việc. Vừa bước đến trước cổng, bác bảo vệ tươi cười hỏi và chỉ đường cho tôi vào trong gặp chị trưởng phòng nhân sự để thực hiện cuộc phỏng vấn. Đây là lần đầu tiên tôi đi xin việc, sự hồi hộp, chờ mong cứ ngập tràn trong tâm trí tôi. Chị trưởng phòng là một người phụ nữ tuổi trạc chừng 40, gương mặt chữ điền, làn da trắng cùng giọng nói đầm ấm. Chị trò chuyện rất vui làm hình ảnh một người sếp cau có, khó tính chợt tan biến trong tôi. Tôi bắt đầu thấy thoải mái hơn và trò chuyện cởi mở hơn. Chợt tôi chững lại trước một câu hỏi rất riêng tư. Câu hỏi không khó nhưng lòng tôi dấy lên cảm xúc khó tả. Một chút chạnh lòng, một chút buồn và cả một chút có lỗi. Mẹ em làm nghề gì? Dạ, mẹ em là nông dân. Tôi nhẹ cúi đầu và ngập ngừng trả lời. Chị mỉm cười thân thiện rồi từ từ hỏi tiếp. Đã bao giờ em nắm lấy tay mẹ mình và cảm nhận được bất cứ điều gì từ đôi bàn tay của người đã sinh thành và dưỡng dạy em chưa? Tôi im lặng. Một không gian tĩnh mịch như tờ. Sự tĩnh mịch đó xuất phát từ chính tâm hồn tôi. Tôi đã đủ trưởng thành để hiểu và trả lời câu hỏi đó. Nhưng ngay giờ khắc này đây tôi đã không đủ can đảm để trả lời. 2 tuần sau tôi đi làm. Công việc của người mới rất bận rộn. Làm quen với công việc, với đồng nghiệp và phải phấn đấu để có sự tín nhiệm của sếp. Phần lớn quỹ thời gian tôi dành cho công việc. Tôi hầu như không còn thời gian cho những bữa cơm gia đình, những bữa dã ngoại cuối tuần. Hôm nay tôi lại dậy sớm đi làm như mọi khi. Đến gần trưa thì nhận được điện thoại của bố. Từ trong điện thoại tôi nghe giọng nói hoảng hốt của ông. Mẹ con nhập viện rồi. Mẹ con lên cơn đau tim rồi ngất xỉu. Tôi vội vàng xin nghỉ rồi đến bệnh viện. Trên đường đi đầu óc tôi rối bời. Những hình ảnh thân thương của mẹ luôn hiện ra. Nụ cười hiền dịu, ánh mắt ấm áp. Tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Khi tôi đến bệnh viện mẹ tôi đang ở trong phòng cấp cứu, các bác sĩ đang chữa trị cho bà. Tôi và bố đứng đợi. 2 giờ đồng hồ sau bác sĩ đã đưa mẹ tôi ra phòng hồi sức cấp cứu để theo dõi tình trạng sức khỏe. Lời đầu tiên tôi nghe được khi mẹ tỉnh lại. Sao con không đi làm mà đến đây? Nước mắt tôi bắt đầu rưng rưng rồi từ từ lăn xuống đôi gò má non nớt ngây thơ. Mẹ tôi, một người phụ nữ ngoài 50, đã trải qua biết bao biến cố thăng trầm của cuộc đời và thời đại. Một người phụ nữ từng trải với người với đời nên hiểu người hiểu đời. Chẳng có nỗi đau nào mà mẹ tôi chưa từng nếm trải. Từ nỗi đau mất mát người thân bởi chiến tranh tàn khốc, nỗi vất vả của thân phận làm dâu, những tảo tần của cuộc sống mưu sinh và cả những trọng trách to lớn trên vai của một người mẹ. Tất cả những điều đó đã đi qua trong cuộc đời mẹ tôi, có lúc như ác mộng, có lúc như hạnh phúc thoáng qua. Còn tôi chỉ là một đứa trẻ mới vừa kết thúc quãng đời ăn bám bố mẹ được vài tháng. Tôi có thể có trình độ học vấn cao hơn, được trang bị kiến thức nhiều hơn nhưng vốn sống vẫn còn nhỏ bé lắm. Đã có lúc tôi nghĩ rằng mẹ sẽ mạnh mẽ cả đời, chẳng bao giờ gục ngã. Vậy mà giờ đây mẹ tôi đang trên giường bệnh xanh xao và hao gầy. Tôi chợt nhận ra rằng chẳng ai có thể mạnh mẽ mãi mãi, chỉ là họ đã cố gắng mạnh mẽ được bao nhiêu. Buổi tối hôm ấy tôi thức rất khuya, thức cho đến khi mẹ ngủ đi rồi tôi vẫn còn thức. Bên chiếc giường bệnh của mẹ, tôi khẽ đưa bàn tay nhỏ bé của mình ướm vào đôi bàn tay to lớn, ấm áp của mẹ. Đôi bàn tay ấy đã chai sạm vì sương gió cuộc đời. Làn da ở trong lòng bàn tay và mấy đầu ngón tay đã không còn sự mịn màng vốn có của một người phụ nữ. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự vất vả, đức hy sinh và tình yêu mẹ dành cho tôi. Rồi tôi khóc nức nở bên cạnh mẹ. Tôi biết mẹ sẽ rất đau lòng khi thấy tôi khóc nhưng tôi không thể ngăn những dòng nước mắt bướng bỉnh, chúng cứ rơi mãi chẳng chịu ngưng. Đây cũng chính là lúc tôi cảm nhận đầy đủ nhất vị mặn của những giọt nước mắt. Không gian xung quanh tôi lặng yên đến đáng sợ. Không tiếng nói tiếng cười, không tiếng bước chân, không một lời thở than, chỉ có tiếng lòng thổn thức hối lỗi của một đứa con còn non dại giữa dòng đời bao nỗi chuân chuyên. Tôi thấy mình thật ích kỷ biết bao. Mẹ dù ốm đau vẫn nghĩ đến tôi. Còn tôi vì những việc rất riêng tư mà đã từ chối thẳng thừng khi mẹ nhờ tôi trở về thăm bà ngoại một ngày cuối tuần. Trong suốt cuộc đời mình, mẹ chưa từng từ chối bất cứ một lời đề nghị giúp đỡ nào của tôi. Mẹ luôn đáp ứng yêu cầu của tôi một cách chân thành nhất và vô điều kiện. Tôi còn thấy có lỗi hơn khi ít nhất đã một lần tôi xấu hổ về nghề nghiệp của mẹ. Tôi sợ nếu biết mẹ tôi là nông dân, bạn bè sẽ xem thường, sẽ khinh tôi. Tôi đã không hiểu được rằng mình đã được nuôi dưỡng khôn lớn từ chính đôi bàn tay nông dân của mẹ. Tôi của hôm nay là do mẹ chắt chiu nuôi lớn từng ngày. Từng giọt máu chảy trong người tôi một phần là của mẹ. Từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim tôi một thời mẹ đã từng mang theo và ấp ủ bên mình. Vậy mà chỉ đến khi suýt mất đi người mẹ yêu quý ấy tôi mới nhận ra mẹ quan trọng với tôi đến giường nào. Ngoài trời mưa rơi rất nặng hạt như những giọt buồn đang rót vào hồn tôi. Nhìn những hạt mưa bị cơn gió xô mạnh vào cánh cửa rồi nối đuôi nhau rơi xuống. Hình ảnh mẹ yêu lại hiện ra trong tôi thân thương diệu kỳ. Tôi ngắm nhìn mẹ ngon giấc. Không biết trong những năm tháng của đời mình mẹ tôi đã bao lần ngon giấc như hôm nay. Liệu một ngày nào đó khi thật sự trở thành một người mẹ, tôi có thể làm được cho con tôi những điều mà mẹ đã làm cho tôi hay không? Câu hỏi ấy cho đến tận bây giờ vẫn mãi đau đáu trong lòng tôi không một lời giải đáp. Tôi dù có khôn lớn hay đi đến đâu rồi cũng như cánh diều luôn cần có người giữ dây để diều mái bay cao trên vùng trời bình yên. Ngày mai khi mẹ thức giấc tôi sẽ ôm lấy mẹ và thì thầm điều tôi đang ấp ủ. Con yêu mẹ nhiều lắm. Xin đừng rời xa con. Mẹ nhé. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Sông Hưu Hắt Gió. Tác giả Sâu. Hạnh rít thuốc, nuốt trọn cay nồng vào cuống họng. Mùi tanh hôi lượn quanh chóp mũi của thứ thuốc lá rẻ tiền không ngăn được ô uế tràn lên từ con sông đen ngòm ở hướng đối diện. Nàng ngồi xổm dưới tán cây xanh, một loài cây không rõ tên có rất nhiều ở thành phố này. Đôi mắt nàng lúng liếng nhìn người đàn ông cởi trần nửa thân nằm ngửa người trên chiếc Honda Dream không có bừng. Chiếc xe cũ mềm cọc cạch đến độ làm nàng có cảm tưởng chỉ cần dồ ga thì sẽ vỡ thành từng mảnh vụn. Gã đàn ông đô con, đen nhẻm. Trên cánh tay lực lưỡng là một vết sẹo dài nửa gang tay, cuộn cuồn lồi lên trên da. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, vết sẹo như một loại động vật biết ngọ nguậy sống động vô cùng. Qua làn khói thuốc, bắt gặp ánh mắt gã đàn ông nhìn mình. Nàng cong môi cười, đôi mắt đầy đưa một lời mời gọi thế nhưng gã chỉ liếc mắt một cái rồi ngoảnh mặt nhìn trời. Nàng cũng chẳng vội. Bánh chưng, bánh giò, chưng gai, bánh giò đây. Sau tiếng giao đêm là một chiếc xe đạp đòn rong chở một người đàn ông hơn 60 tuổi và một giỏ to ở yên sau chở tới. Hạnh vứt thuốc đứng dậy đón người. Nàng cười khúc khích, giọng nói vốn quyến rũ trời sinh vào nửa đêm thanh vắng bỗng phá lệ mềm mại đến trong lành. Bánh còn không bác Tư. Bác Tư mặc một tấm áo lính màu xanh lá bạc màu, vai áo sờn trắng, ở thân áo còn có hai màu vá được may khéo léo. Thân hình gầy gò, khắc khổ, bác hiền lành nhìn Hạnh, đôi mắt già nua nheo lại bởi thứ ánh sáng màu vàng khó chịu. Bác mở lớp vải trên giò sau yên lấy từ đó ra một cái bánh giò rồi đưa cho Hạnh. Hạnh lại chở bác về đấy à? Bác để phần cho con một cái đây. Mau ăn đi cho nóng. Cầm cái bánh giò chỉ còn chút hơi ấm trên tay. Khóe mắt Hạnh cay xè. Nàng cúi đầu nhỏ giọng cảm ơn rồi lột bánh để ăn. Từng miếng bánh trôi vào bụng trong ánh mắt vui mừng của bác Tư không làm lòng Hạnh thanh thản. Nàng vừa ăn bánh vừa hỏi chuyện dăm câu với bác. Bánh hết, Hạnh giành lấy chiếc xe, liếc mắt nhìn gã đàn ông nằm ngửa trên xe cách đây không xa rồi theo bác Tư bước vào xóm trọ. Nàng khóa cửa phòng, tắm rửa rồi đi ngủ. Đêm đó, nàng mơ thấy hắn. Hắn tên Tình, một cái tên trung tính. Nàng không biết hắn đến từ đâu, cũng không buồn hỏi giống như hắn chẳng bao giờ bận tâm đến gốc gác của nàng. Hắn làm nghề xe ôm bằng chiếc xe 67 cũ từ đời bố hắn để lại. Nàng nhặt được hắn trong một đêm bay trở về. Hắn chở nàng. Nàng ngồi sau đưa tay níu lấy tấm áo sơ mi kẻ rộng thùng thình trên người hắn. Qua một đoạn đường dài gồ ghề thì tự nhiên choàng tay ra trước ôm lấy hắn. Nàng thấy hắn cứng người. Rồi thôi. Tôi tên Hạnh. Cậu tên là gì? Tiếng của nàng đong đưa ngược hướng xe chạy. Gió thổi đi rất nhanh. Hắn chỉ hà một tiếng. Nàng lặp lại câu hỏi. Qua đoạn đường vắng nhiều cây, hắn mới trả lời. Tôi tên Tình. Tình trong tình cảm mà. Lại qua thêm một đoạn đường nữa. Hắn giảm tốc độ xe rồi đáp. Là tình trong thất tình. Nàng ngồi sau vẫn ôm chặt hắn nhưng không đáp lời. Câu chuyện chỉ dừng lại ở việc hỏi tên cho đến khi chiếc xe dừng lại ở mé sông, trước xóm trọ nghèo nơi nàng sinh sống. Hắn từ chối nhận tiền, nàng để hắn ở lại qua đêm. Sau này, lúc nàng và hắn yêu nhau, nàng mới biết ý nghĩa trọn vẹn của tên hắn. Mẹ hắn chê bố hắn nghèo, đẻ hắn xong thì vứt hắn nằm chồng chơ trên manh chiếu ướt đẫm nước tiểu. Lúc bố hắn trở về người hắn đã tím tái. Có một đàn kiến lửa đỏ rực bò xung quanh manh chiếu trực chờ hắn tắt thở sẽ xông vào. Bố hắn bán nhà mới cứu sống được hắn. Tài sản còn lại là chiếc 67. Hai bố con dựa vào nghề xe ôm nay đây mai đó lay lắt sống qua ngày. Vậy nên người bố ít chữ của hắn lấy tình làm tên. Thất tình, cũng là dứt tình, đoạn nghĩa. Nghe đầu, sau này hắn có gặp lại mẹ khi theo bố đến mảnh đất này. Hắn kể mẹ hắn đẹp lắm, sống nhung lụa nhưng chẳng thể sinh được con. Người chồng sau của bà này cưới cô này, mốt ở với cô khác. Hắn không tìm gặp bà. Hắn bảo, tình cảm không có thì chẳng nên miễn cưỡng. So với người dưng, mẹ hắn chỉ hơn được ở chỗ đẻ hắn ra đời. Với bà, hắn không hận, chỉ có chút mang ơn. Sự mang ơn của hắn giúp bà tránh được những rắc rối khi có sự tồn tại của hắn trên đời. Cùng là người sinh nhưng một kẻ vứt bỏ hắn còn một người coi hắn hơn sinh mệnh. Lúc nghe hắn kể chuyện đời mình, nàng cười khẩy, bảo hắn đa tình quá. Mà hắn đa tình thật, vậy mà yêu một ả điếm như nàng, yêu đến cuồng dại, đến si mê. Hắn chết rồi. Xác hắn nằm lại dưới lòng con sông bên cạnh xóm trọ, nơi nàng tá túc đã nhiều năm qua. Vậy nên, bác Tư mới ở lại xóm trọ tồi tàn này, ngày ngày gói bánh, nấu chín bên mé sông. Tới chiều là đốt nhang cúng cho hắn cặp bánh giò, thứ bánh hắn mê nhất lúc sinh thời. Bác Tư hiền lành chất phác nào hay biết, trong căn phòng trọ của cô gái trẻ luôn chờ bác về trong mỗi đêm bán bánh có bộ quần áo cũ sờn của thằng con trai khở dại. Hắn chết rồi, chết đã tròn 2 năm. Đây là lần đầu tiên Hạnh mơ thấy hắn. Chuyện cũ cứ như gió thoảng, phận người giống như lá vàng bên sông. Gió cuốn lá rơi, xác lá vùi sâu vào lòng nước trở thành thức ăn cho động vật thủy sinh. Sông dài như vậy, ai biết hắn nằm lại ở chốn nào. Cái thuở còn yêu nhau, hắn yêu cuồng nhiệt. Tình yêu của hắn ngây thơ đến độ đem cả trái tim đặt lên tay Hạnh mặc nàng nắn, mặc nàng xoay. Nàng yêu hắn, nhưng trái tim chai sạn của nàng vĩnh viễn yêu thương bản thân mình đầu tiên. Hắn về sống với nàng trong căn phòng trọ 6 mét vuông thêm căn gác lửng. Đồ đạc chỉ có một manh chiếu, một tấm mền, 2 cái gối. Một tủ quần áo, một cái bếp nhỏ và vài thứ chén dĩa linh tinh. Ấy vậy mà thành gia đình của cặp vợ chồng son biết yêu nhau. Hắn hay ôm nàng thì thầm như vậy. Hắn thấy hạnh phúc và hắn hài lòng. Ngày ngày, hắn chạy xe ôm. Khi có khách, lúc không nhưng bữa cơm do hắn đi chợ bao giờ cũng có thịt hoặc cá. Có đôi bữa hắn còn lãng mạn mua cho nàng một cây hoa hồng. Cuộc sống khi ấy không đầy đủ nhưng tiếng cười lúc nào cũng dư. Được 3 tháng. Hạnh nhớ có kẻ đã từng hỏi nàng, sắc vóc như thế tại sao phải chọn nghề này? Tại sao không phải là PG? Ít nhất có thể giữ được tấm thân trong sạch. Khi ấy nàng cười giễu, cả người hỏi lẫn nàng. Nghề PG nói trắng ra chính là tiếp thị. Giữa chốn thị phi đàn ông vô số, liệu có thể giữ được bao lâu? Hơn nữa, nếu chọn PG, đứa em bại liệt ở quê cùng mẹ già không có khả năng lao động sẽ do ai chu cấp. Nàng muốn chọn nghề, nhưng nàng càng muốn chọn tiền. Với một cô gái chỉ học hết lớp 6 như nàng, tiền mới là thứ tốt nhất để chọn dù phải đánh đổi tất cả. Dẫu sao, từ lúc có mặt ở trần đời này, nàng đã không có quyền lựa chọn cuộc sống của riêng mình. Giống như một chiếc lá úa tàn, gió thổi đến đâu thì nàng trôi theo đến đó. Hắn không hỏi nàng, nhưng hắn có ý bảo nàng nghỉ việc. Nàng an ổn làm vợ hiền, được 3 tháng. Đứa em trai bại liệt bỗng phát bệnh tim, nàng tức tốc trở về quê rồi lại thất thểu lộn vô. Nàng quay về nghề cũ, để kiếm đủ tiền cho đứa em phẫu thuật. Không phải ai sinh ra cũng là kẻ dư thừa. Với mẹ nàng, đứa em trai là đức tin, là đứa con trai bà dùng để tin tưởng rằng ông chồng bội bạc chạy theo tình nhân để kiếm người nối dõi chắc chắn sẽ quay về bên bà. Nàng chịu, không rõ đấy là yêu hay do thói không cam lòng của những người đàn bà từng dốc lòng để yêu. Rồi đứa em trai của nàng cũng phẫu thuật thành công. Mẹ nàng là người vui nhất, bà càng vui hơn nữa khi ông chồng bội bạc sau bao năm đi hoang cuối cùng cũng trở về. Nàng trở về vào một chiều mưa lớn, bộ đồ trên người ướt sũng cũng không bận tâm. Nàng vào phòng thăm đứa em rồi rời đi trong thoáng chốc, đến tiếng ba cũng chẳng buồn gọi. Với cái nhà này, nàng đã cạn tình, trách nhiệm của nàng bao năm qua đã chọn. Nàng quyết định sẽ dành phần đời còn lại cho hắn, dẫu đôi mắt của nàng khi nhìn về hướng tương lai chỉ thấy mịt mù khói sương. Ấy vậy mà, đời chẳng muốn cho nàng được vui lâu. Hắn vì nàng vay tiền của bọn nặng lãi, còn dối nàng. Bọn cho vay tìm đến tận chỗ trọ bên mé con sông ô nhiễm. Hắn nhảy xuống sông để trốn, bơi được nửa đường thì thiếu hơi mà chết. Xác gã chìm sâu rồi chìm vĩnh viễn, chẳng bao giờ tìm được dưới lòng sông có nước màu đen. Suy cho cùng, hắn chết vì người, chết vì tiền. Và nàng quy cả vào thân nên mới tận tình thay hắn hiếu thảo với bác Tư, bố hắn, người đàn ông yêu con hết mực, thương luôn cả một người dưng như nàng. Sự nhân hậu của bác Tư khiến mỗi chiều nàng đứng bên song cửa nhìn ông thắp nén nhang tiễn người đầu xanh là một lần bị dao khoét cạn trái tim khô cằn. Bóng của bác Tư trải dài bên sông, nghiêng nghiêng ngả ngả làm nàng bao lần đều nhịn không được phải bước ra đứng bên cạnh bác, sợ sơ sẩy bác sẽ giống như hắn trôi theo dòng sông kia. Đời của nàng bỗng dưng lạc vào hai người đàn ông không máu mủ lại yêu thương nàng còn hơn ruột thịt đang sống vui vầy ở một phương trời xa. Sau một đêm mộng mị, nàng thức dậy thật sớm, khi mặt trời còn chưa mở mắt. Khí trời vẫn còn mờ mịt hương đêm. Ở phía xa mảnh trăng non lặn dần, sao mai le lói sáng. Nàng đi bộ dọc sông, thả những bước chân nhẹ tênh không đồng đều, suy nghĩ vẩn vơ đến khi mặt trời lên cao mới cầm hai gói xôi thong thả trở về. Xóm trọ nghèo chỉ còn những đứa trẻ con, đôi bà vợ trông nhà, thêm bác Tư và nàng là dỗi. Nàng đưa xôi cho bác Tư rồi ra mé sông ngồi ăn. Vừa ăn vừa trò chuyện với người đàn bà đang bận rộn với thau đổ bên lu nước sạch cạnh sông. Chuyện chưa tan thì tiếng ồn ào gần đó đã cắt ngang. Vài đứa trẻ nghịch nhau đuổi theo bóng. Một đứa vừa vặn rơi xuống sông. Người đàn bà trước mặt nàng la to một tiếng con ơi rồi vội vã chạy ra. Nàng tất tả theo sau. Nàng nhìn đứa trẻ chấp chới giữa con nước đen mà nhớ đến hắn. Đêm hắn mất, trời chỉ có mảnh trăng non treo tít ngọn cây không soi rõ bóng hình. Sông hiu hắt gió đẩy hắn chìm dần vào làn nước. Đẩy cả những tiếng động do hắn gây ra trôi tuột vào một khoảng không vô tận xa mờ. Nàng quay đầu nhìn bác Tư. Ngay khi ông định nhảy xuống để cứu đứa trẻ nàng đã nhanh chân hơn. Tiếng la hét vang vọng cả mé sông. Nàng dùng hết sức lực đẩy đứa trẻ vào bờ, vào bàn tay của những con người đang đưa ra sẵn sàng để đón nó. Cánh tay của bác Tư chìa về phía nàng. Nàng nhìn bác, tiếng xin lỗi chỉ có thể đọng lại trên ánh mắt xa xăm. Có tiếng đàn ông chạy về phía sông, là gã. Nàng nhếch miệng cười. Lúc để mớ rác dưới chân kéo mình chìm xuống, nàng thấy lòng thanh thản. Bao nhiêu tội lỗi cũng những bẩn dơ nàng gây ra và chịu đựng sẽ vĩnh viễn nằm lại dưới lòng sông này. Hình như nàng nghe thấy tiếng thì thầm của hắn, da diết và an yên như thuở ban đầu. Sau nhiều năm nữa, có thể con sông này sẽ được nhớ đến mà tẩy sạch, nhưng nàng và hắn liệu có còn ai sẽ nhắc lại trên đời. Nhiều năm sau này, con sông ô nhiễm được làm sạch, nước đã thôi đen, mùi hôi thối của ngày xưa đã hoàn toàn biến mất. Xóm trọ nghèo người đến người đi. Những đứa trẻ năm xưa lớn lên hay những người lần đầu bước chân qua con sông đều nhìn thấy một người đàn ông bạc đầu, gầy gò trong tấm áo cũ mỗi khi chiều về lại đem ra mé sông một dĩa 4 cái bánh giò nóng hổi. Đốt 3 nén nhang hướng về phía sông khấn vái. Người ta không rõ ông khấn gì trong miệng nhưng hình ảnh này đã trở thành một phần hoài niệm khiến người ta thương nhớ trong những chiều gió hắt hiu. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Bùa Ngải Hoa Vàng, truyện sưu tầm. Đôi khi, tình yêu khiến máu trong tim ta đen lại. Mùa hạ đến, loài cúc mặt trời trên những ngọn đồi xóm Vân Dương bắt đầu bung nở. Những ngọn đồi trước cửa nhà ông bà toàn sỏi đá, chỉ có cúc mặt trời sinh sôi. Mùa hoa nở, mở cửa ra chỉ thấy một màu hoa vàng bát ngát. Mỗi năm, cứ hoa cúc trổ bông, bà lại ngâm gạo nếp, xay bột rồi sai Quý lấy lá chuối rừng về gói bánh uôi. Bánh này còn được người ta ưu ái gọi bằng một cái tên khác hết sức trữ tình, bánh tình nhân. Người Vân Dương chỉ gói bánh tình nhân vào dịp Tết, bà lại không thế. Bà gói bánh vào mùa hoa cúc trổ vàng các ngọn đồi. Bánh tình nhân bà treo lủng lẳng trước cửa sổ. Tháng Tư, trời nóng, bánh chóng thiêu. Để khỏi lãng phí, bà ép Quý ăn thay cơm. Quý không phải con cháu của ông bà. Chàng sống ở ngôi nhà sàn dưới chân đồi. Quý rất thân với ông. Chàng là giáo viên tiểu học. Ở xóm Vân Dương, chàng không thân với ai ngoài ông. Ngay từ khi còn thiếu niên, lúc bố mẹ mất, Quý hẳn nhiên coi ông bà như hai đấng sinh thành. Ông bà có 2 người con, tất cả đều đã xuống miền xuôi học đòi làm người thành phố. Oanh, người con gái mà Quý định cưới, cũng thích về xuôi làm người thành phố. Bữa hôm Oanh và Quý đến chơi, ngồi bên ô cửa sổ nhà sàn, đôi mắt Oanh chỉ dõi về phía đầu xóm, nơi có ngôi nhà sàn rất to, tất cả các cánh cửa đều lắp kính sáng choang. Bất cứ lúc nào, miễn là có nắng, ngôi nhà với những cánh cửa kính ấy đều tỏa sáng lấp lóa, hệt như một viên thủy tinh dưới tia nắng mặt trời. Thằng Vĩnh, chủ nhà đó có cái xe tay ga rất oách. Mặc dù đường lên Vân Dương toàn dốc và khúc quanh, cái xe như đứa tiểu thư ống ẹo phun bụi mù mịt trên con đường đất đỏ chưa được đổ bê tông, nhưng Vĩnh vẫn rất tự hào. Vĩnh còn tuyên bố rằng con gái khắp xứ Mường Thàng, nó muốn ai là được người đó. Tác giả, nhà thu, ảnh, internet. Nhìn theo ánh mắt Oanh, ông linh cảm ngay một sự chẳng lành. Cơn mưa đầu mùa dứt, con suối cạnh ngôi nhà sàn của Quý đã róc rách nước. Mấy hôm rồi không thấy Quý lên nhà rủ đi rừng, ông đâm lo. Như bị ma đánh, Quý nằm rũ giữa nhà. Ông lại gần, chàng cũng không buồn nhúc nhích. Chàng nhìn chăm chăm lên trần nhà. Ông ngạc nhiên cũng nhìn lên trần nhà. Trần nhà chẳng có gì đặc biệt ngoài một con thạch sùng tò mò cũng đang chăm chú nhìn Quý. Mày làm sao thế Quý? ốm à? Quý không trả lời. Ông lại chỗ bếp nguội, nhóm lửa, rồi châm thuốc lào hút. Lúc lâu Quý uể oải ngồi dậy. Oanh bỏ cháu rồi bác ạ. Ông phả khói thuốc lào, nhìn Quý qua làn khói xám. Nó theo thằng Vĩnh chứ gì. Không có nó thì cưới đứa khác. Có thế mà mày cũng khổ à? Quý sụt sùi. Khổ chứ. Cháu thích nó. Bác có thích nó đâu mà bác biết. Ông ngần này tuổi rồi. Tóc đã trắng đầu. Bước chân chậm lại và trái tim đã thôi hồi hộp từ lâu. Nhưng thế đâu có nghĩa là ông không hiểu. Ai chẳng có một thời trai trẻ. Ai chẳng có một người yêu cũ. Bà cũng có một người yêu cũ. Ông dừng lại bên gốc mận lưng chừng dốc. Ngôi nhà của ông bà nằm giữa lưng đồi. Từ gốc mận nhìn lên nhà sàn, ông thấy bà đang ngồi bên bậu cửa trẻ lạc. Những chùm bánh tình nhân treo lủng lẳng bên chiếc cột gỗ cạnh chỗ ngồi. Thứ bánh này cứ 2 chiếc là một cặp. Người ta ăn bánh tình nhân để mưu cầu hạnh phúc lứa đôi. Người ta cũng làm bánh tình nhân vào dịp Tết. Chỉ có bà làm bánh tình nhân vào mùa cúc mặt trời bung nở. ngày bà về với ông cũng là mùa hoa cúc trổ vàng. Ông bước chân lên bậc đá đầu sân, bà không hề tỏ ra chào đón. Bà dường như không nhìn thấy ông, không biết ông đang đứng nhìn bà. Bà còn đang mải nghĩ đâu đó. Có lẽ bà đang nghĩ đến phiên chợ cuối tuần. Bà trẻ lạt đan lồng mây tre đem xuống chợ huyện bán. Bà thích đi chợ huyện, đôi khi chẳng để mua gì. Bà ạ, thằng Quý! Bà giật mình, con dao sắc lạnh đi một đường đứt phăng sợi lạt dẻo mềm bà đang chẻ. Ông nhìn sợi lạt đứt rơi xuống nền đất, lại nhìn bà. Bà chờ đợi ông nói tiếp. Nó sao hả ông? À, nó ốm. Bà nấu cái gì cho nó ăn đi. Bà khẽ thở dài, với tay dọn chỗ lạt đang chẻ dở. Ông lặng lẽ bước lên nhà. Ông ngồi bên cửa sổ, nơi những chùm bánh tình nhân khác treo lủng lẳng trên đầu. Điếu thuốc hết đầy lại cạn. Ông nhìn xa xăm về phía con đường bên kia ngọn đồi đầy hoa vàng. Con đường thi thoảng mới có người đi lại. Một đôi trai gái trên chiếc xe tay ga lướt qua. Không phải Oanh bỏ cháu bác ạ. Thằng Vĩnh đi lấy bùa về. Bỏ cho Oanh. Hai chữ bỏ bùa như rau ngải. Đã nhai nuốt từ lâu mà vị đắng còn lần quất trong vòm họng. Cháu phải làm gì bác ơi? Ông chế bỏ bùa cao lắm. Bùa người khác không giải được. Quý tuyệt vọng. Người yêu Quý bị người ta bỏ bùa. Khắp xứ Mường Thàng, kẻ bỏ bùa giỏi nhất là lão chế. Lão chế. Bà nấu xong nồi cháo, múc ra bát rồi lần theo những bậc đá, qua gốc cây mận để mang xuống cho Quý. Ông đứng dậy, loạng choạng vì thiếu máu lên não. Bấu tay vào thành cửa, đầu ông va vào chùm bánh tình nhân đu đưa. 40 năm trước bà đã làm bánh tình nhân treo ở khung cửa sổ nhà sàn. 40 năm trước, bà đã đan lồng mây tre đi chợ huyện. 40 năm trước, chàng trai tên Chức thầm thương nhớ người con gái xinh đẹp xóm Châu Yên. 40 năm trước, người con gái ấy đã có người hò hẹn. Người ấy tên là Chế. Có tiếng Quý gọi dưới sân. Bà mang lồng mây tre xuống chợ huyện từ sớm. Ông không đi rừng, nằm nghe tiếng chim cu gù từ đồi xa vẳng lại. Bác ốm à? Quý bước nhẹ chân trên nền nhà sàn gỗ mát lạnh. Ông vẫn nằm im. Tiếng chim cu gù giữa buổi trưa mênh mông nắng gió vọng về. Ông không trả lời. Quý lại chỗ cửa sổ, nơi những chùm bánh tình nhân treo trên đỉnh đầu. Năm nay Quý không muốn ăn bánh tình nhân bà gói. Quý thất tình. Quý còn mãi buồn khổ. Mày thương nó thế kia à? Nó dính bùa, theo người ta rồi. Mày còn thương nhớ làm gì nữa? Quý nhìn xa xăm con đường bên kia đồi hoa cúc. Cái nhìn kia sao buồn đến thế? 40 năm trước hẳn lão chế trai trẻ cũng từng ngồi bên cửa sổ nhà sàn và buồn đến thế. 40 năm trước ông bỏ bùa bà. Bà theo về làm vợ ông vô điều kiện. Ánh trăng đầu tháng hé đỏ trên đỉnh ngọn đồi trước nhà. Trong nhà, bà tắt điện. Chỉ có ánh lửa bập bùng đun siêu nước sắp sôi. Ngoài trời, ánh trăng trườn ngang sườn đồi đầy gió. Thằng Quý ốm nặng ông ạ. Giọng bà buồn chĩu. Ông khục khạc hò. Ông đâu ngờ mối tình đó làm Quý suy sụp đến vậy. Nó khiến trái tim già nua của ông đau buồn. Hệt như trái tim Quý đã nhảy vào chễm trệ trong lồng ngực ông vậy. Ông thức trắng mấy đêm, cho đến khi ông đứng sát con suối chảy róc rách bên chân cột nhà sàn của Quý. Ông muốn cho Quý thứ Quý cần, thứ mà 40 năm qua ông đào sâu chôn chặt. Ông lặng lẽ bước chân vào ngôi nhà sàn. Quý đang ngồi bên bếp lửa. Ngày về với ông, bà cũng lặng lẽ bước chân vào nhà sàn như thế. Khi ấy bà là một cô gái đẹp. Bà đã có người yêu. Người yêu bà là Chế, chàng trai hồn hậu và chân tình. Ngày bà về với ông, bà mang thai đứa trẻ ấy. Đứa trẻ sinh non bên dòng suối, chỗ ông đang đứng đây. Nó không sống được. Bà đau khổ. Bà như đã chết. Ông chôn đứa trẻ. Nó là đứa con hoang của mối tình oan trái. Nó sẽ không chết nếu mẹ nó không đi chợ huyện, không gặp chàng trai bỏ bùa yêu giỏi nhất xóm Vân Dương và cả xứ Mường Thàng, bị anh ta say mê rồi theo về vô điều kiện. 40 năm trước, chàng trai bỏ bùa yêu giỏi nhất xứ Mường Thàng đã thề dưới ánh trăng bên dòng suối, dưới chân đồi hoa cúc đang bung nở những bông vàng rực, thề rằng sẽ vĩnh viễn không chạm tay vào những lá bùa. Chỉ cần người con gái chàng yêu nguyện ở lại bên chàng, họ sinh con và sống bên nhau. Đã 40 năm rồi. Nhưng chàng nào đâu biết, từ đó, người con trai tên Chế kia đã trở thành tay bỏ bùa yêu giỏi nhất Mường Thàng. Ai muốn có người mình yêu chỉ cần gặp lão. Ai muốn tìm lại tình yêu, cũng chỉ cần gặp lão. Câu duy nhất mà ông hỏi Quý chính là, mày muốn đòi kia oanh lại phải không? Hoa cúc mặt trời chưa tàn, khắp các ngọn đồi trước nhà vẫn còn nhức nhối màu vàng rực. Trên con đường vắt ngang đồi, Oanh lỉnh kỉnh ba lô, túi sách, quyết về xuôi học làm người thành thị. Ông gặp Quý trên cây cầu bắc ngang dòng suối. Lẽ nào 40 năm qua, thứ bùa yêu của ông đã không còn linh nghiệm. Ông đã vượt qua lời nguyền để giúp Quý níu giữ người yêu. Tại sao người vẫn ra đi? Hay thứ bùa ngải của lão Chế đã đạt tới tầm không ai vượt nổi? Hai bác cháu ngồi tựa thành cầu, nhìn hai ngôi nhà cô đơn, một dưới chân đồi, một ngang lưng đồi. Trên bậu cửa ngôi nhà lưng đồi, bà đang ngồi trẻ lạt. Cháu không làm gì bác ạ, vì cháu nhận ra ánh mắt Oanh không dành cho cháu nữa. Khác với Oanh, ánh mắt bà lúc nào cũng buồn, cũng nhìn xa xăm về phía những ngọn đồi. Ông chợt nhớ đến một câu nói mà ông đã từng nghe. Đôi khi, tình yêu khiến máu trong tim ta đen lại. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Mùa Lá Rụng, truyện sưu tầm. Lại ngồi dưới gốc mận già, thẫn thờ nhìn xuống mặt sông đang loang loáng màu nắng. Gió chiều từ dưới sông thổi lên, mơn man trên gương mặt của chị, mát rượi. Chị nhớ đến má chị hồi xưa cũng hay ngồi thẫn thờ ngóng ba mình lúc trời chạng vạng, hết ngày này qua ngày khác. Từ khi chị còn là một đứa con nít cho đến khi trở thành một cô gái, ông vẫn không về. Khi đó, chị phải lòng một anh chàng xóm trên. Chị cứ tưởng là mình sẽ giống như Hoàn Châu Cách Cách, gặp được Vĩnh Kỳ rồi cùng nhau sống hạnh phúc quãng đời còn lại. Rủi thay, khi biết tin chị có thai 2 tháng, Vĩnh Kỳ của chị trốn mất. Chị ôm bụng bầu chịu cơn mưa trổi của má, dấm dứt khóc. Má không nỡ đánh xuống người con gái đang bầu bì bèn đập cây chổi xuống sàn nhà rồi ôm mặt tức tưởi khóc. Bà nói, con dại kia mang, rồi vừa đỡ vừa kéo chị vào buồng bôi dầu lên mấy lần roi. Chị những tưởng má tha thứ thì lỗi lầm sẽ qua, nào ngờ cuộc đời không tha cho chị. Bữa đó mưa to quá, má chị đi soi ếch về nấu cháo cho chị và đứa con chưa thành hình trong bụng tẩm bổ nhưng mãi không thấy về. Đến khi chị tìm được thì người bà đã lạnh cứng từ khi nào. Chị bán đất bán nhà lo đám tang rồi bỏ trốn cái miệng đời thiên hạ. Một đứa con gái nhà quê không nơi nương tựa, lại vác thêm cái bụng bầu đi nát đất Biên Hòa không xin được việc. Chị thậm chí ra đứng ngoài bờ kè để đi khách. May thay, chị gặp được một bà chủ quán nước tốt bụng nhận vào làm bưng bê. Tiền lương không nhiều nhưng cũng đủ cho chị xoay sở. Rồi ở nơi đó, chị gặp được Thành. Má nhớ tới ông nữa hả? Tiếng thằng Công con chị ngồi xuống kế bên. Nó lắc lắc mái tóc ướt nhẹp vì mới tắm xong rồi rủ đầu nhìn xuống mặt sông như chị. Lại không trả lời nó, chị vẫn còn đang bận sắp xếp lại những dòng cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình. Khi lại gặp anh là như thế nào nhỉ? Không nhớ nổi nữa. Chị chỉ nhớ những ly cà phê mỗi ngày anh gọi, ánh mắt ngượng ngùng tràn đầy ấm áp nhìn mình. Chị vẫn còn tuổi xuân thì không khỏi dạo dực trước ánh mắt đó. Thế nhưng, tự biết bản thân mình là gái lỡ làng, chị không dám trèo cao, chỉ cần sinh ra một đứa con mạnh khỏe, rồi an ổn sống hết đời là được. Dường như ông trời muốn đùa bỡn nên lúc qua đường giao cà phê cho khách, chị bị một chiếc xe tông trúng. Trưa hè trời nắng như đổ lửa. Anh vừa gọi tên chị vừa bế xốc chị chạy đến bệnh viện gần đó. Không biết là mồ hôi hay nước mắt mà trong cơn đau, chị thấy mặt anh ướt đẫm. Chị nhớ, chị đau tới nghiến răng. Chỉ biết bấu chặt vai anh mà run rẩy. Con tôi, con tôi. Lúc tỉnh lại chị mới biết mình sinh non 1 tháng. Nhìn thằng nhỏ như con khỉ con trong tay anh, chị nghẹn ngào khóc. Anh vừa ẩu ơ du thằng nhỏ, vừa dỗ chị. 1 tháng chị ở cử, anh vừa lo xong việc ở cơ quan là chạy tới chạy lui chăm sóc dù chị có từ chối thế nào. Chồng người ta chưa chắc đã lo cho vợ được như anh. Nếu nói chị không cảm động thì đúng là nói xạo. Tôi đặt tên cho thằng nhỏ là Thành Công. Tại em cứ ngủ suốt, y tá lại hối thúc làm giấy tờ nên tôi đặt Đại. Nhưng mà cũng có ý nghĩa lắm chứ không phải tôi đặt bừa đâu. Tôi mong nó lớn lên sẽ trở thành một người thành công để trả hiếu cho em. Gương mặt thư sinh trắng nõn của anh đang dần đỏ ửng. Anh lấy tên của mình làm tên lót cho thằng nhỏ. Chỉ mong mỗi việc làm của mình được lọt vô mắt chị, kéo trái tim chị gần về phía anh một chút. Chị hiểu, vừa muốn từ chối anh nhưng cứ thấy bóng hình lăng xăng tới lui của anh, chị lại không nỡ. Hai con người khác biệt nhau, vậy mà ở chung với nhau lại hòa hợp lạ. Nhưng thói đời ghen ghét, người ta thấy anh trai tân mà cứ lảng vảng tới lui nhà chị. Họ ghét, họ đặt điều nói bóng nói gió sau lưng anh. Chị nghe xong, lặng lặng khóa cửa ngoài không cho anh vào mặc kệ anh đứng ngoài cửa kêu khàn giọng. Lài, Lài ơi! Tiếng dế kêu từ dưới bờ sông bị gió cuốn lên, thổi vòm lá mận kêu sàn sạt nhưng không thổi khô được những giọt nước mắt trên mặt chị. Chị khóc trong buồng cả đêm, anh đứng ngoài gốc mận gọi chị cả đêm. Rồi khi những buổi ghé qua của anh biến mất, chị lại thấy hụt hẫng lạ. Chị làm việc gì cũng chẳng ra hồn, kể cả khi nhà kế bên có người tới thuê lại, chị cũng không hay biết. Lại vẫn phụ quán nước, thằng Công thì gửi bà ba đầu ngõ coi dùm. Những bộn bề tất bật của cuộc sống cứ cuốn lấy chị, không cho chị chút khe hở nào để nhớ về anh, hoặc có cũng đã bị chị nhấn chìm trong đau đớn. Thằng Công sinh non 1 tháng nên cứ oặt ẹo ốm đau liên miên. Mới đầu chị còn xin nghỉ để chăm thằng nhỏ, nhưng mỗi lúc ứng lương lại thấy bà chủ thở dài. Dù gì người ta cũng là ân nhân, chị không dám làm phiền nữa nên đành xin nghỉ. Bà chủ có người thay, cũng không giữ mà chỉ cho chị thêm 1 tháng tiền lương. Nói 1 tháng lương nhưng cũng không đủ để chị mua sữa bột cho thằng nhỏ. Hết sữa, chị ép thằng nhỏ uống nước cơm. Thằng Công vừa ho vừa sốt mà vẫn không chịu uống. Nó khóc dần trời. Chị tủi thân quá cũng gạt tô nước cơm qua một bên ngồi khóc với nó. Hai người một lớn một nhỏ đang khóc thì anh tông cửa vô. Thuần thục pha sữa, đút sữa rồi thay tã cho thằng Công. Lúc này chị mới biết, hóa ra anh vẫn ở bên cạnh âm thầm theo dõi và giúp đỡ chị. Chăm cho thằng nhỏ xong xuôi, anh mới quay qua nói với chị bằng cái giọng hết sức nghiêm khắc mà chị tưởng cả đời này ngoài thầy giáo ra sẽ chẳng còn ai nói với chị lần nữa. Em không thương tôi cũng được, nhưng em phải thương thằng Công chứ. Nó có tội tình gì đâu mà phải chịu cảnh như vậy. Nó đã không có cha, vậy để tôi làm cha nuôi của nó cũng được. Chỉ cần nó khỏe, em khỏe là được. Kệ người ta đi em. Giọng anh yếu dần, rồi như một lời năn nỉ. Giữa phút yếu lòng đó, chị chẳng quản miệng người nữa, mà gục mặt vô lòng anh khóc lớn. 3 năm, 5 năm, 7 năm, thời gian cứ như con nước trước nhà, trôi mãi. Tới khi mẹ anh tìm tới, chị mới biết là chị đã ích kỷ giữ anh lâu quá rồi. Chị cứ tưởng sẽ bị bà đánh mắng giống như mấy vụ đánh nhau ngoài chợ, nhưng không. Bà nhìn chị bằng ánh mắt thấu hiểu rồi nhẹ nhàng nói bà cũng là một người đàn bà. Bà hiểu được chị và anh yêu nhau sâu đậm như thế nào. Nhưng bà cũng mong chị hiểu cho tấm lòng thương con. Bà chỉ mong có được đứa cháu nối dài hương hỏa. Chị lặng thinh nghe lòng mình dậy từng ngọn sóng. Không phải chị không thương anh mà sau lần sinh non đó, chị đã không thể sinh con được nữa. Vậy là chị lặng lẽ dọn đồ của anh ra ngoài. Lúc anh tới lấy, chị thấy mặt anh sưng u, bầm tím. Chị biết ba anh đánh, mẹ anh đánh anh chịu nhưng vẫn nói không muốn lấy ai khác ngoài chị. Anh nói sẽ chờ cho đến khi ba mẹ chịu nhận chị làm dâu thì anh mới làm đám cưới, còn không thì cứ ở vậy đến già. Thế nhưng khi mẹ anh quăng tờ giấy kết quả khám bệnh cho anh thì anh không dám nói nữa. Ba anh mắc bệnh ung thư gan, thời kỳ cuối. Chị vẫn ở ngôi nhà nhỏ đó, nơi có ký ức anh và chị. Chị mở một quán nước nhỏ để cho mình bận rộn mà quên đi nỗi nhớ về anh. Ngày khai trương cũng là ngày anh cưới vợ. Chị dọn xong vào ngủ sớm nhưng không tắt đèn. Dưới gốc mận ngoài vườn, có bóng anh đứng cô đơn một mình. Mận đã qua mấy mùa, chị cũng đã già đi mấy tuổi. Thằng Công không còn nhỏ nữa mà chị nghe bên kia vợ anh vẫn không có tin tức gì. Ba anh mất cũng đã lâu. Mẹ anh với ước mong có cháu bồng dần nguội lạnh. Chị lại thấy anh tới quán, gọi một ly cà phê đắng ngắt. Chị không biết lòng chị vui hay buồn nhưng thằng Công thì mừng rơn. Nó kể cho anh nghe thiệt nhiều chuyện mà không thể kể cho chị. Nhìn gương mặt hớn hở của nó, chị lặng thinh nghe tin anh ly dị, lại lặng thinh để anh chuyển đồ vào nhà. Giữa lòng ích kỷ và tình yêu của anh, chị chọn sự im lặng để nhường phần quyết định cho anh. Nhưng mỗi khi trời chập tối, chị lại ngồi trước nhà mong ngóng anh như má chị từng trông ba chị về. Má, đói quá à? Vô nhà ăn cơm đi má. Thằng Công đứng lên rồi quay vô nhà. Chị cũng lục tục đi vô bếp xào đại miếng rau rồi dọn lên bàn ba cái chén. Thằng Công ngạc nhiên một chút rồi lấy cất bớt một cái. Chị sững người. À, anh đi mấy năm rồi mà sao chị lại quên vậy nhỉ? Ký ức sao mau cũ quá. Cái ngày mưa rào nhận được tin anh bị tai nạn chết rồi bị chị lôi ra khóc hoài mỗi đêm mà sao giờ lại quên mất. Tháng trước chị phụ mẹ anh cúng giỗ, bà còn kéo thằng Công lại xăm soi xem nó có điểm nào giống anh mà nhìn hoài chẳng thấy. Lại cười, cái thằng này mà là con anh thì chị cũng mừng biết mấy. Ăn cơm xong, thằng Công vừa dọn dẹp vừa nói với chị. Má dẹp quán nước đi mà nghỉ cho khỏe. Già rồi chứ có còn trẻ gì đâu. Mà giờ mấy ai đi uống quán nước bệt này nữa. Người ta đi uống quán cà phê không à? Chuyện này nó nhai đi nhai lại hoài. Chị phản đối hoài cũng chán. Không thèm nói nữa. Nó tưởng chị nghe. Lại nói thêm một tràng. Má hồng thích thì con xây lại quán mới. Có người bán hàng hết. Má chỉ ngồi đếm tiền thôi là được. Mày lớn rồi. Muốn làm gì thì tùy mày. Chị giận quá bỏ vô buồng, đóng sầm cửa lại. Tưởng đâu thằng nhỏ nói chơi, ai dè nó xây lại thiệt. Hôm khai trương, chị nhìn cái quán cà phê mới xây, có lan can dựng ra sát bờ sông với mấy cái bàn dựng chung quanh cây mận hồi trước anh hay đợi mình. Hoa mận trên cây nở trắng xóa, lá rụng lả tả xuống sân nhà. Hồi đó chị ghét lắm. Kêu anh chặt đi mà trồng cây sứ cho thơm nhưng anh cười cười rồi lấy chổi ra quét lá chôn xuống gốc cây. Lại đừng sợ dơ, cứ để đó tôi quét cho. Em thích ăn mận mà, trồng sứ thơm thì thơm chứ có ăn được đâu. Lại không đáp lời anh, chị cười rồi nhìn theo cái bóng dáng lui cui dưới gốc mận. Tấm lưng gầy còm đã đưa chị đi hết một đời đỏ lỡ. Giờ thằng Công đang đứng kê bàn ngay đó. Chân nó dẫm lên mấy cái lá còng khô nghe sột soạt. Anh hứa với chị sẽ quét hết lá dưới gốc mận khi lá rụng đầy sân như vậy. Nhưng thằng nhỏ kê bàn choáng chỗ hết rồi. Sao anh quét được đây? Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Hạnh phúc của niềm vui nhỏ. Tác giả Diệp Lam. Buổi chiều, mây đen giăng kín một vùng trời ảm đạm, chuồn chuồn bay thấp, áp suất không khí giảm dần như báo hiệu mùa mưa đang đến. Thấp thoáng xa xa tại khu đất trống, có mấy đứa trẻ rủ nhau đi thả diều, chơi ken, rồi bắn bi đủ loại. Có tiếng cười nói, tiếng la hét rùm trời, cộng với âm thanh lá cây nương theo gió va đập vào nhau xào xạc. Nó chống tay lên cằm, hàng mi cong dài khẽ chớp nhẹ, đưa mắt nhìn ra hướng xa đấy với gương mặt háo hức trông chờ. Mùa mưa năm nay kéo dài hơn mọi khi. Từng cơn gió heo may thổi lạnh lùng, từng đợt như muốn lật tung mái nhà lá tạm bợ không vững chắc. Bé Na em nó khóc mãi không nín vì trời cứ đánh sấm liên hồi. Một tay nó dỗ em, một tay thì nấu cháo, loay hoay trong xó bếp suốt cả một buổi chiều. Bà má nó đi đồng, nói là sẽ về trong hôm nay. Nhưng nếu mưa thế này, chắc họ không về được. Nó lo lắng không thể ngồi yên, vì ở đồng ngoài cái tròi không vách thì chẳng còn chỗ nào để trú mưa cả. Má nó dạo này không khỏe, nếu còn chịu gió lạnh qua hết đêm này, chắc sẽ lại bệnh rồi tiếp tục nằm giường. Màn đêm tối mịt, mưa cũng dần nhỏ hạt, tiếng ếch sau nhà bắt đầu ngân vang. Nó ngủ quên, giật mình tỉnh giấc thì đèn đã cạn dầu. Thơm lên má bé Na một cái, nó rời khỏi chăn, ra xó bếp tìm thêm dầu châm lửa. Giờ này chắc khoảng canh ba, nhà nó không có đồng hồ như người ta, nên chỉ theo quán tính mà đoán đại. Nó lấy một cây bút chì, một quyển tập mà nhóm người từ thiện quyên tặng nhà nó cách đây không lâu. Vì không biết cái chữ, nên nó chỉ soi đèn mở vẽ vời vài thứ để giết thời gian trong khi chờ ba má trở về. Nó vẽ một ngôi nhà khang trang không còn dột khi mưa xuống, một cái vườn cho ba má nó trồng trọt, cái xe tập đi dành riêng cho bé Na, còn nó thì muốn được đến trường trong bộ đồng phục xinh xắn. Tuy nét vẽ không hoàn hảo, nhưng đều thể hiện rõ cái nguyện vọng nhỏ nhỏ trong lòng nó. Nó thích đi thả diều cùng mấy đứa nhỏ trong xóm, cũng muốn được chơi ken, rồi khóc toáng lên vì vô tình vấp ngã. Nó cũng muốn chiều chiều gia đình tụ lại ăn cơm, nói cười vui vẻ như nhà thằng Hậu bên vách. Cũng muốn được cột tóc xinh xắn như con bà hai đầu xóm. Nhưng trên hết, nó muốn ba má mình không còn phải vất vả như này nữa. Ba nó bị thương ở chân, do cái lần đi chụp ếch năm ngoái. Cứ mỗi khi trời lạnh, là đau nhức không ngủ được. Ông thầy Nam có nói, nếu không mau kiếm tiền đi chữa, thì cái chân không thể di chuyển nữa. Mẹ nó khóc nhiều khi nghe, nhưng nhà lấy đâu ra tiền lên huyện để chữa. Chỉ có thể mua thuốc nam về uống dần rồi mỗi ngày khấn Phật. Nó thương ba má, thương bé Na không có sữa mà phải uống nước cơm mỗi ngày. Có lần nó còn định đi ở đợ cho nhà giàu trên huyện, nhưng ba nó nhất quyết không cho, bảo con nhỏ làm sao có thể sống xa nhà. Nó thất vọng, nhưng rồi lại thôi. Đợi bé Na lớn hơn một chút, nó gửi nhà dì ba trông coi dùm, rồi ra đồng phụ ba má cũng được. Mưa đã dần tạnh hẳn, nó trở vào buồng xem bé Na có đái dầm hay không, rồi lấy rẻ lau sơ những chỗ bị dột nước. Thấy trời gần hửng sáng, nó trụm củi hâm lại nồi cháo tối qua, sau đó mở cửa ra ngoài quét lá vàng đã rụng đầy sân. Mấy nhà trong xóm cũng đã thức, nó thấy có đèn sáng, rồi còn tiếng nói cười vang vang. Thằng Hậu cạnh nhà giờ này cũng bắt đầu dọn hàng ra chợ phụ mẹ mình. Mặt nó vẫn còn say ngủ chưa tỉnh hẳn. Nhiều khi mê ngủ đến mức vừa đi vừa nhắm mắt để vồ té chồng mông. Cứ mỗi lần như vậy, nó đều la toáng mà khóc. Đàn ông con trai gì đâu mà mít ướt thấy sợ. Nó đang mải mê quét sân, bỗng từ xa có tiếng đàn ông la hét thất thanh vội vã. Ngoài đồng có người vừa chết rét, mọi người mau ra giúp một tay. Nó buông cây chổi trên tay, hai tay run cầm cập. Đầu nó rất hoang mang, ba má nó cũng đang ở đồng. Liệu có phải là họ? Nó không biết, vì khi người thông báo đó không nói tên. Nó chạy nhanh vào nhà, nịt bé Na đang ngủ say lên lưng, đóng cửa chạy nhanh ra đồng theo chân cùng những người khác. Nó sợ, thật sự rất sợ. Nước mắt ứa ra nhiều đến mức nó không thể thấy con đường phía trước. Nó không muốn ba má nằm lỗ. Nồi cháo trong nhà vẫn còn chờ họ về ăn kia mà. Nó muốn nghe má khen mình vẽ giỏi. Nó muốn ba vỗ đầu yêu thương vì mình ngoan ngoãn. Nó chạy như điên qua những con đường lầy lội sình bùn. Dường như tất cả đều không còn là trở ngại với nó lúc này. Đến nơi, nó chen qua đám đông, Nó cố lau đi nước mắt để xem người đang nằm trong chiếu, nhưng không thấy được. Nó chạy ào đến, khóc quýnh lên khi thấy người ta đắp chiếu lại. Không được, mấy người không được làm vậy. Nó như muốn la làng, ôm chầm lấy cái xác đang đắp chiếu. Nó vẫn chưa nhìn thấy mặt ba má mình. Sao họ dám tự ý làm thế? Họ không có quyền làm thế. Mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng khi thấy nó phản ứng mạnh như vậy. Cũng có người lại kéo nó ra nhưng vô ích. Mặt trời lên, từng tia sáng ấm áp bắt đầu chiếu rọi cả một cánh đồng lúa rộng lớn. Hình ảnh bé gái tầm 10 tuổi, đang cõng đứa em nhỏ trên lưng khóc như mưa khiến họ không thể nào rời mắt. Nữ, mày làm gì ở đây thế? Nó đang gào khóc, chợt khựng lại khi nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Nó ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ trong chiếc áo bà ba bạc màu cũ kỹ, tóc búi cao dịu hiền trước mặt nó. Má, chẳng phải. Nó nghẹn ngào không nói thành tiếng. Lúc này nó mới lau đi nước mắt, nhìn xuống cái xác mình ôm nãy giờ là một người xa lạ. Nó giật bắt người, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh. Sau đó chạy đến phía má mình ôm bà thật chặt. Má nó mỉm cười, đánh nhẹ vào đầu nó một cái. Xem kìa, mày khóc hết phần của con cái nhà người ta rồi. Nó xấu hổ, càng vùi mạnh vào lòng má mình hơn, nhưng nước mắt vẫn không hề ngừng lại. Người đó mặc áo giống má, con rất sợ, thật sự đã rất sợ. Được rồi, đừng khóc nữa. Ba mày đang ở bên tròi kia. Tối qua bẫy được mấy con chuột đồng. Lát nữa về nướng chui lên ăn. Nó quýnh quáng gật đầu. Mọi lo lắng trong lòng cũng dần tan biến khi thấy ba đang vẫy tay với nó từ xa. Nó giao bé Na cho má. Chạy nhào đến ôm chặt lấy ông. Giống như một con mèo nhỏ đang tìm chỗ ẩn nấp. Con đường mòn vẫn còn sình bùn lầy lội. Cánh đồng xanh nghiêng bóng một gia đình hạnh phúc. Nó hiểu rồi. Nó không cần cái cột tóc xinh xinh của con bà hai đầu xóm nữa. Cũng không thèm cái diều trên cao. Càng không muốn chơi ken để té ngã rồi làm nũng. Nó muốn có ba. Dù lúc nào ông cũng nghiêm khắc. Nó càng không thể thiếu má. Dù bà suốt ngày ca cẩm than ôi. Cái nghèo không là gì. Nó có thể chịu đựng vượt qua tất cả. Chỉ cần mỗi sáng mở mắt, đều thấy gia đình thân thương thế là đủ. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh. Quý vị và các bạn nhé! Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại!